Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình đang có mặt tại vườn ươm ở địa chỉ Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội của bên nhà vườn Đạt Nhung. Đây là những cái lô cây mà nhà vườn đã dâm ủ sẵn để khi khách lấy về trồng là cây không bị trột hỏng. Và thời tiết đã rất là đẹp rồi nên là những cái lô cây của nhà vườn Đạt Nhung lại đủ tiêu chuẩn xuất vườn, nên là mời các bác lên đơn để nhà vườn em gửi cây cho nhé. Bên đây là cây bưởi diễn ạ. Đây là bưởi da xanh giống, cây rất là óng và đẹp, lá xanh mướt và gốc rất to mọi người nhé. Đây gốc của cây to như ngón tay em luôn ạ. Như ngón tay em luôn. Gốc này còn to hơn đấy ạ. Các gốc thì đều như nhau. Và toàn bộ 100% là cây ghép lộc, ghép rất dài và già, rất là chắc cây mọi người nhé. Để em quay video nhiều hơn cho các bác xem. Đây là cây cam V2 ạ. Bên đây là luống của cây bưởi đường Quế Dương. Đó, lá của bưởi đường Quế Dương. Lô này bưởi đường Quế Dương thì cây ngắn hơn, là cây hơn một lộc. Bên đây là cây bưởi đỏ Phúc Kiến. Các bác nhìn lá là đã biết là chuẩn Phúc Kiến chưa ạ? Lá Phúc Kiến là nó có uốn lượn ở mép lá. Bên đây là cây bưởi Luận Văn. Bưởi Luận Văn này, lá rất dày và xanh. Bác nào làm về cây là biết chuyên là cây. Đây là cây ổi găng Đông Dư mọi người nhé. Bên đây là cây nhãn siêu ngọt. Đây là luống nhãn siêu ngọt ạ. Cây rất là đẹp. Đây là cây chanh vàng. Cây chanh vàng mà chanh vàng Quảng Đông, chanh giã tay đấy mọi người. Bên đây là luống của cây chanh Tứ Quý. Đó, chanh Tứ Quý cũng rất là đẹp. Cây rất là già, cứng. Đây là nhãn Miền Thiết ạ. Bên đây là nhãn T6 hạt nhỏ. Nhãn T6 hạt nhỏ này, cả luống. Đây là cây cam Vinh. Cây cam Vinh này cây giống nhưng mà phải cao được cả mét rồi các bác. Cây rất là đẹp nha mọi người nhé. Bên đây là cây, các loại cây như câu vua. Bên đây là cây dừa. Dừa xiêm lùn. Dừa xiêm lùn. Đây là một số cây như hoa đỗ quyên này. Đây là hoa đại cát nha mọi người. Hoa đại cát đang lên lộc. Bên trong là cây hồng xiêm. Dâu quả dài, khế, nhãn. Một số loại cây mà bên em còn lại số lượng ít thì em sơ dâm chung nó vào. Đây là cây tùng bách tán. Đây là dừa xiêm lửa mọi người nhé. Dừa xiêm lửa. Và có cả dừa xiêm xanh nữa. Đây là cà chua thân gỗ. Mùa này cà chua thân gỗ không được đẹp lắm. Bên đây vẫn là luống của cây nhãn sớm. Bên đây là cây mận đỏ Mexico. Đây là luống của cây cam đường canh ạ. Đấy, nhà vườn ủ rồi nên là cây nó rất là xanh tốt và đẹp. Đây là cây lim lửa. Đây là cây bưởi hoàng. Bưởi hoàng là loại mà trái tròn đẹp ấy, nhãn đẹp, mã rất là đẹp và ăn cũng rất ngon mọi người nhé. Còn các khu vực sản xuất ở trên này thì nhà vườn có, đây là khu vực ương của cây chuối. Và đây là một số cái khu vực ương của một số giống hoa. Bên trong này là cây chanh dây mọi người nhé. Chanh dây ghép. Chanh dây ghép. Bên trong kia nữa là cây hoa anh đào. Và đây là cây cà chua giống. Giống gì mà đầy quả rồi đây mọi người này. Nho, rất nhiều loại cây của bên nhà vườn Đạt Nhung, điểm bán cây giống chất lượng. Mời các bác qua tham quan và mua cây trực tiếp ạ. Cảm ơn mọi người đã xem video của bên em.